Tập aerobic nếu như các bạn không hiểu được cái điều này thì không những nó không làm chúng ta giảm cân mà nó có thể làm chúng ta bị tăng cân. Chào các bạn, tôi là bác sĩ Cao Trương Ngọc và tôi thấy là có rất là nhiều người hiểu nhầm về cái vấn đề khi mà chúng ta giảm cân bằng phương pháp tập thể dục. Nhiều người cho rằng khi mà chúng ta chỉ tập thể dục nói chung hay là chúng ta tập aerobic nói riêng là nó có thể giúp chúng ta giảm cân. Nhưng mà thực tế nó không phải. Các bạn sẽ hình dung, các bạn thử nhìn lại xem có bao nhiêu người khi mà chúng ta chỉ mỗi tập thể dục không thôi nó có thể giúp chúng ta giảm cân được. Ngay cả aerobic cũng thế, hoặc là người ta chỉ giảm được số cân rất là ít thôi, một số ít người giảm được cân, hoặc là người ta chỉ giảm được rất là ít cân. Không những thế, có rất là nhiều người sau khi tập aerobic xong về nó còn tăng cân trở lại. Thế thì để hiểu được, giải quyết được cái vấn đề này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu được về cái nguyên lý trong cái quá trình giảm cân. Chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý cơ bản này cái đã. Và khi mà chúng ta hiểu được nguyên lý cơ bản này thì chúng ta sẽ biết được nên ăn hay là nên tập những bài tập nào nó có thể giúp chúng ta giảm cân. Thế cái nguyên tắc mà để mà chúng ta giảm cân là gì? Là nó sẽ có là năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra. Thế thì chúng ta muốn giảm cân thì bắt buộc cái năng lượng đầu vào nó phải thấp hơn so với năng lượng đầu ra. Tức là chúng ta ăn vào ấy, nó cái năng lượng chúng ta ăn vào nó sẽ phải thấp hơn so với cái năng lượng mà chúng ta hoạt động hàng ngày ấy, thì lúc đấy chúng ta có thể giảm được cân. Thế thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua một cái về cái năng lượng đầu vào, chúng ta sẽ nói sau về cái đấy, hoặc là tôi sẽ nói ở một cái video sau. Chúng ta sẽ tập trung nói về cái năng lượng đầu ra. Thế ở cái năng lượng đầu ra ấy, bình thường chúng ta sẽ có ba cái loại của năng lượng đầu ra. Cái năng lượng đầu ra thứ nhất ấy là năng lượng chuyển hóa của cơ thể. Năng lượng chuyển hóa này có nghĩa là cái hoạt động mà nó sẽ làm tiêu hao năng lượng của tất cả các tế bào trong này chúng ta. Kể cả mình đang ngồi như này, mình không làm một cái gì thì cái năng lượng chuyển hóa nó vẫn hoạt động. Tức là năng lượng để cung cấp cho việc mà tim chúng ta đập, năng lượng để cung cấp cho gan nó hoạt động, để cung cấp cho việc mà máu nó chảy ở trong cơ thể chúng ta, hay là cung cấp cho các tế bào chúng ta nó hoạt động, thì đấy gọi là năng lượng chuyển hóa cơ bản. Cái nhóm năng lượng thứ hai nữa đó là năng lượng để mà giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn. Thì khi mà chúng ta ăn uống vào ấy thì nó sẽ có cái cơ về hệ thống tiêu hóa nó hoạt động, ví dụ như dạ dày nó co bóp hay là nó tiêu hóa cái thức ăn đấy, thì đấy là cái nhóm năng lượng thứ hai. Và cái nhóm năng lượng thứ ba là năng lượng khi mà chúng ta hoạt động. Thế thì ở cái việc mà chúng ta tập aerobic nó nằm ở cái nhóm năng lượng thứ ba. Thì khi mà chúng ta xét vào ba cái nhóm năng lượng này, nó sẽ được cái tỷ lệ mà nó tiêu hao năng lượng như thế nào, thì ở cái phần mà cái năng lượng khi mà chúng ta hoạt động hàng ngày ấy, nó chỉ chiếm cho chúng ta tầm khoảng 10-30% thôi. Tức là kể cả chúng ta có tập luyện tập rất là nhiều đi chăng nữa, nó chỉ chiếm chúng ta 30%. Thế chúng ta sẽ quay lại là đối với một cái năng lượng chuyển hóa cơ bản chúng ta, tức là chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ ngồi chúng ta xem TV thôi, thì một ngày cái năng lượng chuyển hóa cơ bản nó có thể nó chiếm lên đến tầm khoảng 60%. Bình thường một cơ thể như thế này, chúng ta sẽ tính như thế này nhá. Nếu như mà cái năng lượng chuyển hóa cơ bản chúng ta nó sẽ tiêu hao tầm khoảng cỡ 1 calo cho 1 kg cân nặng trên 1 giờ. Tức là ví dụ như tôi nặng 60 cân chẳng hạn, thì nó mỗi 1 giờ tôi sẽ tiêu hao được 60 kcal. Và một ngày như thế trong vòng 24 giờ tôi có thể là tiêu hao lên đến tầm khoảng 1.500 kcal cho cái việc mà chuyển hóa cơ bản, tức là không làm một cái gì cả. Xong đó thì cộng với cái việc mà chúng ta ăn uống hàng ngày nữa, cái quá trình mà cái tiêu hóa thức ăn của chúng ta nó có thể rơi tầm khoảng 300 calo gì đấy, nó chiếm tầm khoảng cỡ 10% 10 đến 20%, tức là rơi vào tầm khoảng cỡ 150 cho đến là 300 calo cho mỗi ngày. Và tổng cộng chúng ta là kể cả chúng ta không làm gì, chúng ta chỉ cần ăn uống, ngủ, xem TV, thì một ngày nó đã tiêu hao chúng ta nó rơi tầm khoảng cỡ 1.600 đến 1.700 calo mỗi ngày. Thế thì cái việc mà chúng ta tập thể dục ấy thì nó sẽ tiêu hao được bao nhiêu? Một bài tập aerobic khi mà chúng ta tập trong vòng 1 giờ đồng hồ, nó tiêu hao chúng ta tầm khoảng cỡ 500 cho đến 800 calo. Tức là nếu như các bạn tập cường độ cao, tập đúng kỹ thuật thì nó có thể là tiêu hao được 800 calo. Còn nếu như các bạn tập bình thường, nó chỉ là tiêu hao chúng ta tầm khoảng cỡ 500 calo. Tức là nó ít hơn rất nhiều so với cái năng lượng chuyển hóa cơ bản chúng ta trong vòng một ngày. Một ngày các bạn chỉ tập được tầm khoảng cỡ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Và khi nếu như bạn, tôi sẽ tính các bạn tập mắc nhất là tầm 1 tiếng đồng hồ đi, thì nó sẽ tiêu hao chúng ta tầm khoảng cỡ 500 calo. Chúng ta sẽ tính trung bình là tầm 600 calo. Nó chỉ bằng tầm khoảng cỡ 1/3 so với cái năng lượng chúng ta chuyển hóa. Tuy nhiên nó còn thêm một cái vấn đề nữa là có một cái nghiên cứu cho rằng là khi mà chúng ta hoạt động thể lực ấy, chúng ta tập luyện thể dục hay chúng ta hoạt động thể lực, thì sau khi mà chúng ta hoạt động thể lực hay là tập sau khi mà chúng ta tập aerobic ấy, thì lúc nghỉ ngơi cái năng lượng chuyển hóa nó sẽ thấp hơn so với bình thường. Bởi vì cái cơ thể chúng ta nó là một cái cơ thể vô cùng hoàn hảo, và khi mà chúng ta bị mất năng lượng cho cái quá trình chúng ta tập luyện thể dục ấy, thì sau đấy nó sẽ bắt buộc nó phải dự trữ năng lượng, và khi mà nó dự trữ năng lượng thì năng lượng chuyển hóa nó sẽ bị giảm xuống. Tức là lúc đấy chúng ta sẽ tăng cái việc mà năng lượng của chúng ta luyện tập lên, nhưng mà cái phần năng lượng chuyển hóa nó sẽ bị giảm đi, và tổng cái số lượng của chúng ta trong một ngày, nếu như mà chúng ta tập một tiếng đồng hồ cho cái việc tập aerobic, nó có thể là tiêu hao tầm khoảng 600 calo chẳng hạn, đấy là tính trung bình. Nhưng mà khi mà chúng ta bù trừ vào cái việc mà chuyển hóa ấy, thì có thể nó chỉ rơi tầm khoảng 400-450 chỉ đấy thôi cho một tiếng tập aerobic mỗi một ngày.
Và chúng ta nếu mà chen như thế à, khi mà nhưng mà còn thêm một cái nữa là khi mà chúng ta tập aerobic xong, chúng ta tập thể dục xong, thường chúng ta rất là đói, chúng ta có cảm giác rất là đói. Và khi mà chúng ta tập xong chúng ta đói như thế, nếu như mà một người chúng ta kiên trì, chúng ta có kỷ luật về vấn đề mà giảm cân, chúng ta có chế độ ăn kiêng đúng cách thì nó không sao, nó có thể là giúp chúng ta giảm cân rất là tốt. Nhưng nếu như mà chúng ta không hiểu được cái vấn đề, chúng ta sau khi chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ tập như thế là nó có thể giúp chúng ta giảm cân và chúng ta quay về chúng ta có thể là ăn thêm một bát mì hoặc là một bát phở chẳng hạn. Thế thì khi mà các bạn ăn một bát mì, mình sẽ tính một bát mì cộng với một quả trứng thì cái năng lượng của nó tương đương rơi tầm khoảng 450 calo, tức là nó sắp chỉ bằng một tiếng bạn tập aerobic. Tức nếu như mà chúng ta tập một tiếng aerobic thì nó chỉ bù trừ bằng cái việc mà các bạn ăn một bát mì thôi. Một bát mì cộng một quả trứng. Và cái việc mà chúng ta giảm đi ăn một bát mì nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố gắng để chúng ta tập một tiếng đồng hồ trong cái aerobic. Cái quan trọng ấy là cái phần lớn chính của nó nằm ở cái chế độ ăn. Nó quyết định đến việc mà giảm cân rất là nhiều. Đến 80% cái việc mà chúng ta giảm cân được nó nằm ở chế độ ăn chứ không phải là ở luyện tập thể dục. Thế thì ở trong cái tóm lại là cái việc mà chúng ta tập aerobic nó không giúp cho chúng ta giảm cân nhiều, nhưng nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều vấn đề khác. Ví dụ như là chúng ta khỏe mạnh hơn, chúng ta có hệ tim mạch nó sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng mà các bạn nếu như bạn chỉ mỗi tập aerobic không để giảm cân thì thực sự nó sẽ không có hiệu quả. Mà chúng ta phải biết cách phối hợp giữa việc tập aerobic kết hợp với chế độ ăn thì lúc đấy nó mới giúp cho các bạn có cái kết quả trong cái việc mà các bạn giảm cân. Thế thì ở cái video tiếp theo ấy thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái chế độ ăn nào mà là giúp cho chúng ta giảm cân tốt hơn và một số các thực phẩm nào giúp cho chúng ta giảm cân tốt hơn. Thì các bạn cũng có thể là đăng ký cái video này của tôi để mà các bạn có thể cập nhật những cái video mới nhất khi mà tôi đăng video lên. Đừng quên like và chia sẻ cái video này để nhiều người có thể biết được những cái kiến thức này hơn. Ok, chào các bạn.